Ở đây giống như một trái bom đã bị nổ. Tàn nát hết. Theo cái cặp vợ chồng này nói cho biết, cái nhà của họ mất tích, không nhìn thấy trên bản đồ nữa. Bỏ chạy trước khi 5 phút đồng hồ lót giấy đánh tới đây, phá tan nát nhà cửa của họ đây là ở bên Cole, Oklahoma. Ở chỗ này có khoảng chừng 600 người sống, lóc sấy đánh xuống ngày đây. Nhà ở đây bị hư hại, có nhiều chỗ bị tan nát. Ít nhất là có hai người đã bị chết. Theo nhìn thấy như vậy, có lẽ là số người chết sẽ nhiều hơn hai người nữa. Lốc xoáy này báo cho biết vào bữa thứ tư vào ban đêm. Lốc xoáy càng ngày nó càng lớn, càng bự thêm nữa. First, Bắt đầu khu này bị mưa đá rớt xuống đó là bên ngoài Oklahoma City. Đó là những gì sắp đánh tới ngay đây. Khoảng chừng 60 mao nằm về hướng đông ở thành phố Cole. Một cơn lốc xoáy nữa đánh xuống ngay thành phố Shawnee. Đó là của đài đã quay được trực tiếp trong lúc họ đang thu hình chỗ này. Đánh xuống đầy điện ở ngay thành phố chỗ này cúp luôn hoàn toàn. Cái lóc xoáy đó đánh xuống ngay trường đại học làm cho tường bị bể làm hư hại nhiều chỗ khác nhau ở ngay trường đại học ở đây không có người bị thương báo cho biết ở chỗ này lúc đó chúng tôi hết hồn hết có một cái cây lớn rớt ngay chỗ của chúng tôi